đâu? Đâu bắn vào bi đâu? Này là bi ve nó bắn đấy. Đây là đây này bên hông này. Cho bắn ông bi ve đấy. Mấy phát? Một phát này, hai phát này. Cho bắn còn gần ngang thôi, ba phát này. Cái phát đầu tiên nó dính là nó đã không chạy đi đâu rồi. Phát đầu tiên nó dính là nó đau rồi, nó xuyên chỗ nào đó là nó rãy. Ná nào, bắn bằng ná nào. Cái này là cây đập nên nó nát này. Cái xem ná AB đúng không? Ná AB cho sơn. Đây, sơn thành màu bạc. Cái vết đập ở trên lưng này là chú Hoàng đập hai phát này. Dây latex hả? Còn cháu bắn này một phát ở đây là một này. Latex 1.0. Đập này. Cho miếng nữa. Không, latex 1.0. Ngay cổ rồi, hết đập rồi. Ba vết à? Một vết này. Cho một viên. Cho khuyến mãi thêm viên nữa đi cho nó xong đi. Giải quyết tận gốc luôn đi. Chắc là cho nó viên nữa thôi. Cho viên nữa vào thủ nó cho nó xong luôn đi. Thôi. Thôi. Để nó tươi tươi tí ăn cho ngon mày. Bây giờ thì nó về cái đầu còn đi ướp ai ăn cái đầu. Ê bơ hổ nó có bành ở đầu, cổ nó có bành ở đầu. Không, không bành. Không. Nếu có bành là có da không rồi. Bành nó chết rồi. Nhưng không biết là nó gì mà to thế này. Hổ trâu. Hổ trâu á. Chú Hoàng đập chứ. To lắm luôn đấy. Dài hơn người cháu mà. Cháu kiễng dơ. Ăn con gì no lắm. Này ăn tốt lắm ấy. Chả tốt. Bò ăn đấy cá xanh.